Giờ mình múc cái tô thử thách này ra cho anh Minh nha. Anh Minh ăn một lần là 20 chén cơm. Tính ra là hơn 2 tô bún sứa nhà mới luôn á. Kinh khủng thật. Em có tự tin là anh Minh bạn của em ăn có ăn hết tô này không? Dạ tự tin chứ. Bình thường nghe anh hay kể lể là ngày ăn khoảng 20-30 kg cơm. Mà em nói ăn hai mấy ba ba mấy chén cơm là quá đỉnh luôn rồi. Dạ. Tốt nhất ở Việt Nam luôn á. Ở Thánh Năng ở Việt Nam mình còn không có ai có cửa mà ăn lần ba hai mấy ba mấy chén cơm đâu. 1 2 3 là lụm thôi. 1 2 3 lụm rồi. Bấm ok, bấm đi. Sao vậy? Rồi ăn đi. À, anh bên đào dễ thương quá. Đây là chân dung của anh Minh đây. Hồi nãy thì Mến có hỏi rồi là từ sáng giờ là anh nhịn đâu nguyên một ngày luôn. Thì bây giờ anh lại anh ăn thử thách. Nếu anh ăn hết được tô này á là anh hôm sau anh sẽ quay lại anh ăn 2 tô là 30 triệu. Tại vì anh nói bình thường anh ăn nhiều lắm. Như nãy cái bản của anh chia sẻ đó là mọi người nghe rồi. Anh ăn một lần có thể là 20 mấy 30 chén cơm là chuyện bình thường. Còn mình chứ lại bình thường anh ăn cũng nhiều nữa. Nhưng mà không biết hôm nay thử thách bún sứa nhà Mến như thế nào đây. Tình hình là mình thấy ăn được đấy. Nhưng mà phút cuối có vẻ là ăn từ từ. Mà lúc đầu nghe nói là ăn một lần 20 mấy chén cơm á, là mình nghe là mình kiểu chới với luôn á. Nhưng mà nể thật, thanh niên trai trẻ bây giờ ăn ăn nhiều thật sự luôn ấy. Wow, khúc này cũng húp hết trọn luôn nè. Húp sạch luôn. Nhưng mà còn 2 tô tấp pin trên bàn đó. Biết hôm nay anh nói mến gì không? Anh kêu bây giờ có thể nào là anh ăn hết cái tô này cho anh chiến thắng được không? Còn 2 cái tấp pin đó mình để lại. Nhưng mà mến không có đồng ý. Tại vì đã thử thách rồi là mình phải ăn sạch sẽ luôn. Chú là chỉ chừa lại cho mến cái tô thôi. Chứ ăn mà ăn bún mà chừa cái như vậy gọi là không có được gọi là chiến thắng nha. Ăn là phải ăn hết. Cho nên là mọi người thông cảm nha mọi người. Là đã chơi rồi có chơi phải có chịu thôi mọi người. Khúc này là anh xin gửi lại 300 nè. Anh xin đầu hàng. Đó mọi người thấy chưa? À, thử thách này nói chung là mình thấy khó lắm. Nhưng mà nể một điều là vẫn có người ăn thắng 2 tô. Mà thậm chí là nhiều người ăn thắng 2 tô nữa. Nhưng mà mến khinh không nhắc tên ở đây đâu. Bởi vì mình thấy 1 tô đã khó rồi mà 2 tô lại càng khó hơn mà cũng có người ăn hết được. Cho nên bây giờ anh Minh ảnh cũng thua luôn rồi mọi người. Vậy là cho mến xin phép lấy 300. Còn ai muốn chơi thử thách thì cứ đi qua quán mến nha. 208 Hậu Giang, phường 9, quận 6. Chơi là qua chơi thôi, không cần đăng ký trước cái gì đâu nha. Còn cứ ăn 2 tô thì thưởng 30 triệu, còn 1 tô là 1 triệu 3. Rồi bye bye mọi người.